Vâng, trong clip này tại gian hàng cây cảnh bonsai của anh Hiếu ở Củ Chi nhá, thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng mang cây ra ngoài này bán. Thì tôi cũng sẽ hỏi giá một số cây. Anh có thể báo giá một số cây được? Dạ được. Như cây ổi này sao anh? 250 triệu. 250 triệu. Ổi đào. Ổi đào á? Dạ. Đào tim luôn. Dáng điệu nhỉ? Đây, méo vè hết rồi. Gân quốc, gân bẹ. Có cả nu nhá. Nu rất nhiều này. Anh Hiếu báo giá 250 triệu. Còn cây khế này sao? Cây gần 45 triệu. 45 triệu. Anh quay với khế gần bình minh nhỉ. Xương nó trên 10 năm. Bộ xương này trên 10 năm á? Răm dày đấy. Di dít. Khế này nguồn gốc trong huyện Bình Minh, miền Tây. Bông đẹp quá, tán đẹp. Báo giá nguyệt quế đi anh. Nguyệt quế từ 20 đến 25. Từ 20 đến 25 trong một số cây này. Cây già, đang bông. Nguyệt quế siêu bông. Lá xoắn bông chùm. Lá xoắn bông chùm. Cái dòng này da nó trắng hay là nó thế? Nó chài ra cái da đóng gông nữa, mình chài ra nhìn nó sạch cây. À, thế mình dùng bàn chải mình chà đi. Dạ. Yeah. Vâng. Không ảnh hưởng gì tới cây hết, chà cho sạch. Đúng rồi, chà sạch cái vỏ thôi. Dạ. Yeah. Chà sạch cho nó đẹp trai. Đẹp trai và xinh gái. Thơm thế, hoa thơm. Bác nào mà thích nguyệt quế nhá, những bác mà làm bên giáo dục thường là thích cây nguyệt quế. Nhất kim nhì nguyệt á. Đúng rồi. Cái dòng này là dòng ngày xưa là quan chức người ta mới chơi. Đúng không? Dăm dày thế. Hoa thơm. Những cây này là những cây thuần tuổi chậu nhá, bông tán đã thành rồi nhá. Vâng, xếp xếp giống nhau. Và tôi sẽ hỏi sang cây bông trang này. Cây trang hồng này. Xưa đó 30 triệu anh. Cái này á? Dạ, hồng xưa. Phấn hồng tới 5 dòng là cái dòng này dòng đầu tiên về mình đầu tiên. Gọi là hồng phấn cổ này. Dạ, phấn cổ. À. Anh vừa báo giá bao nhiêu nhỉ? Dạ 30 triệu. 30 triệu. Cái này được cái là xuyên hoa tháng nào cũng hoa chứ, nhưng mà nó lâu lớn. Hoành gốc khoảng 20. 19. Chơi cây cổ nó có hay. Cây bonsai dạng có hoa lại càng quý. Đây cái lá của nó đây. Lá tròn tròn khác loại kia nhỉ? Cái loại kia cái lá nó nhọn đầu mà nó hay cong đầu lại. Nó cong nó nhọn cái này tròn đúng không? Nó nhọn cái lá nhìn nó mặt. Đơn cổ, đơn trang cổ. Hồng phấn. Còn như cây này sao anh? Cái đây cũng 30 triệu. Đó là nhỏ. Đây cái lá của cái thằng này nó khác này. Nhọn đầu nhá. Hơi cong xuống. Dáng phong chanh. Dáng phong chanh. Một cốt tới ngọn lắm. Một cốt tới ngọn. Rồi cây chơi hoa đúng không? Cây lộc vừng này thì giá sao ạ? Nhân này 6 triệu. 6 triệu. Dạ. Quá cay. Thân cốt già méo đấy. Dáng con lạc đà. Lạc đà. Anh em báo giá mà chú thủy chút nhỉ? Dạ. Cây này sao nhỉ? Cây đó là 25 triệu. 25 triệu. Gọt công. Nu gò công à? Là gò công. À, gò công khác và nu gò công khác. Dạ, nu gò công là cái ngoài, ngoài cùng là nu gò công. À, đấy à? Dạ. Nu mặt khỉ và nu gò công nó có giống nhau? Nó khác à, nó hai dòng. À, đấy à. Mặt khỉ cái nu nó to hơn. Căn bản là nguồn gốc cái mai chiếu thủy ở trong miền Nam là nhiều, miền Bắc là không có. Dạ. Nên
Anh em ngoài này nắm không rõ lắm đâu. San hô luôn nhỉ? Không còn sẽ kém. Kiểu dạng cây cổ ấy hả? Dạ, ngũ phúc. Ngũ phúc 2, 4, 5 bông, đúng rồi. Còn cây bên trong này? Dạ, cây đó 22. Cây này 22. Nói chung mấy cái này chỉ cần nuôi nó lâu đời nên cắt giật lâu. Đúng rồi. Mai chú Thủy làm đâu? Bộ đế này. Bộ đế này bác nào mà mua về cài thêm đá tạo tiểu cảnh đây thì đẹp lắm. Cây này là cây con rất này, điệu. Con này mini nhưng mà có giá trị nhất này. Đây nè. Cây này tầm bao tiền? Con này 30 triệu anh, vàng xương nè, khỏi chê. 30 triệu. Đây, chúng ta xem nhá. Dàn xương dày. Chỉ mua việc chơi thôi, cây thần châu lâu năm mà. Cây lùn tịt. Cả 25 cm. 25 cm. Chứng tỏ Mai Châu Thủy là rất nhiều dòng mà anh em ngoài Bắc không biết được, không biết hết được. Như là này là chung nu nè. Cái này bao tiền? Cái đó 25. Cũng 25 triệu. Này là chung nu nè. Thế thì Mai Châu Thủy dòng nào quý nhất? Dạ, gọi nu là có giá nhất anh. Nu là có giá nhất. Dạ. Thì nó cũng tùy dáng thấy cây. À. Tầm tiền cái này sao vậy? Cái đó 16 triệu. 16 triệu. Dạ. Cái này cũng thế à? Cái này 14 triệu. 14. Cái này lá chung. À đây cây bông trang này, nhìn cái bông trang rồi. Cái đó 10 triệu. 10 triệu. Trang lá nhỏ nhá, đơn lá nhỏ. Hoành gốc khoảng 20. 19. Cao thoát thân 20. Rất nhiều. Còn như cây này sao bạn? Nó 8 triệu. 8 triệu. Giá đèn nó lớn. Chúng ta có thể xem chi tiết. Thế anh em có hay mang đi triển hội chợ kiểu như thế này? Có, đem đi suốt quanh năm. Đi quanh năm à? Dạ. Đi các tỉnh phía Bắc? Dạ, Bắc Nam là đi suốt luôn. Đi suốt luôn. Cây cẩm thạch này bán sao nhỉ bạn? Cái cẩm thạch đó 5 triệu. 5 triệu à? Dạ, cái đó là gốc giấy Mỹ cái cẩm thạch. À, gốc giấy Mỹ. Trên 4 năm, năm tài nó mạnh á. Quái quái cây nhỉ, đẹp. Vừa chơi Tết luôn. Hoa đẹp quá. Giấy Mỹ ghép cẩm thạch. Có rất nhiều. Cây mai trực cao này bao tiền bạn? Con cao đó 11 triệu. 11 triệu à? Có cái bộ tay cũng độc đáo phết đấy. Kéo dài đổ siêu xuống. Mỗi cây một vẻ, mỗi cây một dáng, đều có giá trị riêng. Cây này cốt lớn, hoành gốc này, hoành này phải gần mét, một mét. Phi lao này giá nào bạn? Phi lao 12 triệu. 12 triệu à? Lưu biếu. Mới hạm lá. Dạ. Cái này sang xuân nó đẩy lộc mới nhiều. Cây mai này sao bạn? Cây là 150 triệu, cổ mọc kỳ mai. 150 triệu. Dạ, hàng trăm năm tuổi đó. Anh coi là bú già có thật hết. Cổ mọc gì? Cổ mọc kỳ mai. Cổ mọc kỳ mai. Dạ, ba đầy người đó. Nhìn già kinh. Cây này còn đang hoàn thiện. Già kinh điển luôn. Tìm được cây già mà làm hoàn thiện nữa thì
sẽ rất giá trị. Đây chúng ta nhìn cái gân, nhìn cái gân bẹ, vỏ như hóa thạch, tất cả tay cành cũng méo vè rồi. Cây này đợi lọc ra chỉnh tiếp thành bông ghê, ghê gớm. Vâng, đây cây lu này, lu gò công à. Cây này tầm tiền bao nhiêu? 65 triệu. Cây hai thân. Cây này gọi phụ tử hợp hơn. Mẫu thì nó phải điệu. Phụ tử thì hợp. Cây nó trực nghe. Đế xòe 24 giờ nhá. Nu lên đầy thân luôn. Cũng thuộc dòng bướng ấy. Tay chốt trên này. Cũng cái tay huyền đổ xuống rất đẹp nhá. Đây là đại đậu bông đó. Dạ. Còn bây giờ chỉ chờ đậu bông đó, Tết nay chơi này. Thì Tết là có bông. Cái dòng này hoa ra năm mấy lần? Nó ra suốt á. Ra quanh năm. Ở đây thì sao không biết chứ còn trong Nam Tây là cái bông quanh năm. À đây à. Cái dòng cây hay nhỉ. Bông quanh năm hết. Đây có mấy cây chiếu thủy này đẹp này. Bạn báo giá cái này tí. Cái này 35 triệu. 35 triệu. Cái con gò công. Cây này về phải cài thêm đá nghệ thuật vào nó mới đẹp. Chi răm dày tí nữa nhỉ. Nhưng mà chi răm dày đắt tiền lắm. Dòng mai chiếu thủy vẫn là dòng đắt. Đẹp. Còn cây này sao bạn? Cụm gừng nó 38 triệu. 38 triệu. Cụm này đẹp. Chơi cụm này rất đẹp. Đế là 24 giờ. Đúng rồi. Đế xòe 24 giờ nhá. Cây khá già, cũng bắt đầu méo vè thân rồi. Nu bắt đầu lên. Già bóng. Tay cành làm khá kỹ nhá. Thăm cây ổi chút nhỉ, cây ổi đấy bao tiền bạn? 120 triệu. 120 à? Cây cốt lớn. 105 hoành. Già méo. Đây khu này 105 hoành gốc. Già méo. Gân bẻ bắt đầu lên. Nhìn cơ bắp. Tổng quan dáng thì cây này rất điệu nhá. Tay cành định hướng các hướng rồi. Vâng, bác nào mà kết cây nào của gian hàng anh Hiếu thì có thể đến với Vincom nhá. Vincom Long Biên. Để chúng ta sẽ có những cây để giao lưu mang về chơi. Vâng, và tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào quý vị khán giả. Hẹn gặp lại trong clip sau. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.